69, người giả, lão pháp sư Tình không Bạn phải thật sự giác ngộ Bạn mới có thể duy trì được niệm thứ nhất Dĩ viễn không rơi vào niệm thứ hai Thì bạn sẽ không rơi trở lại Thành phạm phu Đây chính là công phu Mà chúng ta đã nói đây là giảng đạo giảng tánh đức điều này là tất cả chúng sanh ai cũng đều có đủ hơn nữa ở trong cuộc sống hàng ngày đều sử dụng nó mỗi ngày đều dùng nó mà không biết điều mà bạn đã biết chính là tập tánh của bạn chân tánh thì quên mất rồi mê mất rồi cho nên phật dạy chúng sanh là dạy điều gì khôi phục lại tự tánh mà thôi cho nên phật nói lời chân thật nói lời chân thật trên kinh bát nhã phật không độ chúng sanh bạn vốn dĩ là phật không phải phật giúp cho bạn thành phật bạn vốn dĩ là phật phật chẳng qua chỉ là tăng thượng duyên cho bạn mà thôi phật đối với chúng sanh thực tại mà nói chẳng có giúp đỡ được điều gì chỉ tăng thượng duyên mà thôi Xin nhắc một chút Bạn là tự mình Tự giác ngộ Tự mình tu hành Chứng quả Cho nên tự ngộ Tự đổ Đây là lời chân thật Phật thật sự là một vị lão sư tốt lão sư dạy học trò học trò thành tựu rồi học trò tự mình dụng công tự mình phấn đấu nỗ lực họ mới có thể thành công lão sư không có cách giúp đỡ họ lão sư chỉ là giúp họ tăng thường duyên bản thân họ phải thật hồi đầu bản thân phải chịu nỗ lực chịu phấn đấu học phật thành bồ tát thành phật cũng là như vậy cho nên lão sư rất là khiêm nhường rất nhã nhặn bản thân ngài chẳng có kể công nhưng mà ngài đã chỉ bảo cho chúng ta sự giúp đỡ này là vô cùng to lớn chúng ta phải biết ơn vô cùng nếu như không có sự chỉ bảo của ngài chúng ta sẽ vĩnh viễn không giác ngộ sẽ vĩnh viễn không biết chân tánh của cái niệm thứ nhất không biết được vĩnh viễn mê ở niệm thứ hai Niệm thứ ba Càng mê càng sâu Sâu không thể rút ra được Vĩnh viễn trầm luân Trong biển khổ Phật dạy cho chúng ta Phục hồi tự tánh Cũng nên làm từ từ Cho nên Bồ Đề Đạo Tràng cái câu này nên dùng trong lời hiện tại để nói là A Di Đà Phật đang ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đào tạo nhân tài, trung tâm dạy học giáo hóa chúng sanh. Cái trung tâm dạy học này thành lập ở khắp nơi. Đối với đại chúng giảng sanh mang đến lợi ích rất là lớn. không cần phải dứt giả bôn ba ở chốn xa xôi đào tràng ở ngay trước mặt của bạn đây là công đức không thể nghĩ bạn đối với chúng ta mà nói Chúng ta rốt cuộc vẫn là ở trong thế giới ta bà Ở trong ngũ trượt ác thế Hiện nay cái thế gian này các vị có thể thể hội được Trượt ác đến cùng cực Trượt là nhiễm ô Ác là tạo ác nghiệp Khởi tâm động niệm đều là ác nghiệp Trong xã hội có người nào Khởi tâm động niệm mà không phải là Tổn người lợi mình Điều này thật là kinh khủng Hoàn toàn sai rồi quá sai so với chuẩn mực rồi thế xuất thế gian đại thánh đại hiền đến để nói với họ về chánh pháp họ nghe không lọt tai có một số người có rất nhiều người là giáo sư đại học các vị học giả sau khi nghe rồi thì như thế nào lắc lắc đầu ước giọng, chỉ là ước vọng không sát với thực tế cái gì là thực tế tổn người lời mình là thực tế nghĩ xem có cách nào để tiền của người ta lọt vào trong túi của mình là thực tế bạn nói xem có cách nào hay không chúng sanh khó độ chúng sanh thật sự là mê hoặc điên đảo đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì chẳng biết tí gì nói với họ họ cũng chẳng tin cái thế gian này trong nước ngoài nước không quản là dân tộc nào không quản là tinh ngưỡng tôn giáo nào thấy tiền là sáng mắt Người nào mà không cầu tài Cầu tài thì tâm bất chánh Cầu tài thì hành vi sai lầm Điều mà họ đã cầu được Họ tự cho là rất thông minh Tôi đã làm quan lớn rồi Có được tài sản rồi Tự cho rằng mình rất thông minh Có tài năng Chẳng ai sánh bằng mình nhưng trên thực tế Trong con mắt của người thật sự giác ngộ nhìn Thì họ đã bị thua lớn rồi Cái mà bạn đã tìm cầu được Công danh bổng lộc của thế gian này Đều là do ở trong mạng của bạn đã có Bởi vì tâm của bạn bất chánh Hành vi bất chánh Cái mà bạn có được đã mất hết phân nửa rồi Thậm chí còn bị mất đi hơn phân nửa Trong mạng của bạn có 10 phần tài sản Nhưng trong đời này bạn chỉ hưởng được có 3 hoặc 4 phần Bạn nói đi có đáng tiếc hay không? Vì sao vậy? Tài sản có trong mạng của bạn không thể hưởng được trọn vẹn rồi Vì tâm của bạn là bất chánh Tâm là dụng tâm bất thiện Thuật là phương pháp sai lầm Thủ đoạn sai lầm Cho nên Công danh bổng lộc của bạn Bị giảm mất đi Bản thân họ Thì rất là đắc ý Bạn nói xem có cách nào Cái này gọi là ngu si cái này gọi là điên đảo Trên kinh thường nói là điên đảo thất thường Thánh nhân dạy người đi là Con đường chánh Cái mà bạn đã đạt được Đã hưởng thụ được Cho dù không thể hưởng thụ Một trăm phần trăm trong mạng của bạn có lẽ sự hưởng thụ đó đã có ở trong mạng có thể là bảy tám phần trăm nếu như hoàn toàn tin tưởng vào sự giáo huấn của thánh hiền hoàn toàn làm theo không những bạn có thể hưởng được một phần trăm mà có thể tăng thêm Điều này chứ gì đọc Liễu Phàm tứ huấn thì bạn sẽ hiểu được. Bạn nên nghiêm túc mà đọc kỹ thì bạn sẽ hiểu được. Thế suốt thế gian pháp đều không ra khỏi định luật của nhân quả báo ứng. Phật pháp cũng không thể ra khỏi Cho nên ấn qua ngày xưa dạy chúng ta Đôn luân tận phận Nhàn tà tồn thành Tám chữ này quá tuyệt vời Tám chữ này đầy đủ để giáo hóa tất cả chúng sanh Chín ngàn năm thời mạt pháp của Thế Tôn Bất luận là tại gia hay xuất gia Thật sự là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc đôn có ý nghĩa là gì thành khẩn chân thành mục là hòa mục dùng tâm chân thành của bản thân đối với mọi người tất cả việc tất cả vật cùng với tất cả người việc và vật sống chung hòa thuận thì cả thế giới này vĩnh viễn sẽ không có xung đột thế giới hòa bình vũ trụ hòa bình có thể thực tiễn không phải là không thể thực tiễn thực tiễn ở chỗ nào thực tiễn từ chính bản thân của chúng ta bạn muốn tất cả mọi người đều có thể làm được điều đó phật bồ tát thần tiên cũng làm không được cho nên chỗ nguyên bác nhất của phật pháp Chúng ta khâm phục sát đất Phật Pháp không mong cầu người khác Đối với người không yêu cầu Chỉ yêu cầu chính mình Các cách dạy bảo này cao siêu Thế sức thúy gian Chúng tôi không tìm thấy được Người nào là Phật Bồ Tát Người nào là thiện tri thức Ngoài trừ ta ra Thì tất cả chúng sanh đều là chư Phật như Lai đều là Phật Bồ Tát, đều là thiện trí thức. Mỗi một người việc của họ làm đều là dạy cho chúng ta. Điều thiện mà họ đã làm cùng với điều nói trên kinh điển là như pháp thì ta phải học theo họ. Họ đã làm tấm gương cho chúng ta xem. Việc mà họ đã làm là bất thiện, đi ngược lại với điều này. Họ đã nói với ta cái này không thể học. đều là thầy của ta. Thiện có thiện báo Ác có ác báo Họ thể hiện cái quả báo đó cho chúng ta xem Lần trước Tôi đi đến Hàng Châu Hàng Châu chúng ta đều biết Mộ của Nhạc Phi Châu ở Tây Hồ chúng tôi lúc còn nhỏ có đọc được ở trong sách bức tượng đồng của hai vợ chồng tần cối tang quỳ trước mộ của nhạc phi mỗi một người đến nơi mộ phần của nhạc dương đến trước mộ phần của nhạc dương cuối người lễ ba lễ còn đối với bức tượng đồng này thì nhổ vào bãi nước bọt người ác vợ chồng của tần cối là thầy giáo của chúng ta, là thiện tri thức. Họ quỳ ở chỗ đó là dạy cho chúng ta. Tuyệt đối đừng học theo tôi. Có phải là thầy giáo không? Nhạc Phi là dạy cho chúng ta mặt tốt, Tần Cối dạy cho chúng ta tránh điều xấu. Cả hai đều là thầy giáo tốt. Cho nên lúc tôi còn trẻ, vẫn chưa có học Phật, tôi đã hiểu được cái đạo lý này có những đồng nghiệp cấp trên đang ngồi tán gẫu nói đến tầng cối tôi nói với họ rằng tầng cối hiện giờ đang ở trên trời hưởng phước mắt của họ trừng lên con người ác độc đó xuống địa ngục thì có làm sao mà lên trời hưởng phước được chứ tôi nói ông ấy đã làm một việc lớn như vậy anh có biết hay không ông ta đã làm chuyện gì ngày ngày ông ta ở đó dạy cho mọi người đừng làm người gian đừng có làm việc xấu anh nghĩ xem ông ấy đã dạy được bao nhiêu người rồi cái công đức này các anh làm sao mà có thể tính đếm được chứ Cho nên người thiện, người ác Cảnh thuận, ngảnh nghịch Cái nào cũng đều là thiện tri thức Cái nào cũng là chỗ học của Bồ Tát Là Bồ Đề Đạo Tràng Vấn đề là bạn biết hay không biết Trí huệ của chúng ta mở ở chỗ nào Đức hạnh của chúng ta xây dựng ở chỗ nào Chính là ở những chỗ này chúng ta học được rồi hàng ngày xem hàng ngày nghe ngày ngày tiếp xúc học biết rồi người thiện thì hiện cho chúng ta học chúng ta nhất định phải học cho tốt các hiện tượng ác thì hiện ra chúng ta đều gọi họ là thì hiện họ thật sự không phải là ác thật sự là cái gì là bản tánh thiện họ chỉ là diễn kịch thôi một bên là diễn giai thiện một bên là diễn giai ác chúng ta dùng cái tâm này để nhìn thế gian này, để nhìn tất cả mọi người thì tâm của chúng ta sẽ bình thôi. Chúng ta ở trong cảnh giới thời thời khắc khắc đều đang học hỏi. Họ đang biểu diễn, chúng ta không thể nói đây là người thiện, đây là người ác, không nên có cái tâm phân biệt này, tâm của chúng ta là bình đẳng, đều là người tốt, đều là Phật, đều là Bồ Tát, giống như diễn kịch vậy, họ đến đi biểu diễn, diễn cho mỗi một mình ta xem độ cho mỗi mình ta Chỉ mỗi mình ta là học trò Có thể đều là lão sư Không những các vị này là lão sư Núi sông đất đai Cây cỏ qua lá Hữu tình và vô tình Hết thảy đều là lão sư Sáu trần thuyết pháp Cái thế gian này của chúng ta Cùng với thế giới cực lạc có gì khác nhau Không khác nhau Vấn đề là do bạn có biết hay không biết Bạn có thể ở trong cảnh giới đó mà Sanh tâm quan nghĩ Thường sanh trí huệ Không sanh phiền não Con đường bạn đi là Bồ Tát Đạo Gặp được thiện duyên Cảnh giới tốt Thì sanh tâm quan hỷ Trong tâm quan hỷ thì sanh tham luyến Phiền não sẽ khởi lên Bạn bị đọa lạc rồi Ở trong nghịch cảnh ác duyên Bạn sanh tâm sân nhuế Không vui vẻ được bạn lại đoạn lạc rồi bất luận là ở cảnh duyên nào đừng bận đi là tam đồ ác đạo bạn sai rồi cảnh giới ở bên ngoài không có thiện ác vấn đề là bạn có biết hay không người mà biết được như vậy thì đi theo đạo bồ đề niệm niệm thành tựu trí huệ thành tựu đức hạnh thành tựu tướng hảo Người mà không biết Bất luận ở cảnh giới nào Bạn cũng sanh phiền não Đường bạn đi là địa ngục Ngạ quỷ xúc sanh Mà đi con đường này Đây là tham sân si Chứ gì nhất định phải nhớ kỹ Tham là đường ngạ quỷ Sân là đường địa ngục Ngu si là đường xúc sanh Làm sao bạn có thể đi con đường này được chứ Trái ngược với tham sân si Ngược lại chính là giới định huệ Giới định huệ là bồ đề đạo con đường thành đạo Đều là ở chú ta có biết hay không Cho nên đừng có chọn sai đường Mấy ngày gần đây tôi nghe người ta nói Trên đài truyền hình Đã ngưng phá kinh hoa nghiêm Đây là ý kiến của chính phủ Có người muốn đi gặp chính phủ để đề nghị Không cần thiết Bạn đã bị cảnh giới chuyển rồi Bạn đã khởi tâm động niệm ở chỗ đó rồi không tốt Chính phủ cho phép việc phát hình Việc tốt Không cho phép phát cũng là việc tốt Chẳng có cái nào mà không tốt Cho nên tôi nói người người đều là người tốt Sự sự đều là việc tốt Chúng ta hành Bồ Tát Đạo mà Tất cả chúng sanh Đối với việc tu học Phật Pháp Đều có nhân duyên Thời tiết Nhân duyên chưa đến Không nên miễn cưỡng chút nào Phật dạy chúng ta là Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Chúng ta hằng thuận chính phủ. Điều này quá tốt. Chính phủ tại vì sao mà không cho phát hình? Vì họ chưa có nghe qua, chưa có tiếp xúc qua. Họ không biết được cái điều này tốt. Nếu như họ thật sự đã nghe qua, tiếp xúc qua rồi, tôi tin tưởng mỗi ngày sẽ phát 24 giờ đồng hồ. Điều này chính là lợi ích chân thật. Công đức chân thật Điều này nhất định phải hiểu được Nho giáo vì chúng ta Nho cùng với Phật là như nhau Cho nên tôi nói Thích ca mâu ni Phật Ứng hóa ở Trung Quốc Chính là khổng tử Lão tử Trang tử Mạnh tử Có ai mà không phải là Phật Bồ Tát chứ Đều là Phật Bồ Tát ứng hóa ra phu tử về cho chúng ta ngũ luân bát đức. Phải nên làm. Tôi ở trên giảng tòa cũng thường hay nói đạo đức bắt đầu từ nơi đâu? Là vợ chồng. Đại đạo đoan hồ phu phụ Có vợ chồng mới có cha con Mới có anh em Mới có vua tôi Mới có bạn bè Nó chính là nơi bắt đầu Cổ dân Trung Quốc Đối với hôn nhân cưới hỏi là Xem trọng vô cùng Lễ nghi vô cùng long trọng Vô cùng rườm rà tại vì sao phải làm như vậy nói cho bạn biết không thể dễ dàng mà ly hôn nói cho bạn biết chuyện này cho nên lễ nghi phải long trọng như vậy đó việc ly hôn chính là phá hoại đạo đức hiện tại người xem ly hôn là chuyện rất bình thường thật sự chúng sanh tạo tác nghiệp tội tội ly hôn là nặng hơn những tội khác Bạn không chịu nghiên cứu Bạn không biết Nó sẽ phá hoại luân thường đạo đức Làm cho khoảng giữa vũ trụ Ở đây Phật Pháp chúng ta nói là tánh đức Làm cho cái gốc của tánh đức Bị phá hoại rồi Bạn nói thử xem tội này nặng bao nhiêu Cho nên sự an định của xã hội hòa bình của thế giới cái gốc là ở đâu ở tại vợ chồng tôi vào khoảng nửa năm trước vào tháng 3 tháng tư năm nay đại học queensland của úc châu họ có một trung tâm nghiên cứu phòng chống xung đột xúc tiến hòa bình trong trung tâm này có khoảng 20 giáo sư chuyên môn nghiên cứu vấn đề này sau khi sự kiện ngày 9 tháng 11 xảy ra các vị giáo sư này tập hợp lại với nhau thảo luận vấn đề xung đột họ đã nghiên cứu tám năm xung đột càng lúc càng nghiêm trọng Số lượng càng lúc càng nhiều Cho nên nghĩ đến chiến tranh lạnh Chiến tranh nóng không thể giải quyết vấn đề liền nghĩ đến việc dùng đạo đức Phương pháp Dùng tâm thương yêu để mà hóa giải xung đột Xuất tiến hòa bình Cái phương pháp này hay Hiệu trưởng Phái hai vị giáo sư thâm niên đến Tu Win Ba Để gặp tôi Nói với tôi về sự việc này của trường Vụ này tôi rất là quan hỷ Tôi nghe xong Rất là quan hỷ Mời tôi cùng với họ tiến hành buổi tọa đàm Tôi rất quan hỷ Tôi liền đi Trước tiên là nghe các vị giáo sư báo cáo Sau khi nghe xong Tôi liền phát biểu cái sự việc này thế giới ngày nay cái vấn đề mấu chốt quan trọng thực sự là xung đột xuất phát từ chỗ nào họ thì không biết được bao giờ cũng là quan hệ lợi hại được mất giữa các nước dân tộc tôn giáo họ đều nghĩ đến những điều này tôi nói đây không phải là cái gốc của xung đột muốn hóa giải xung đột từ ở chỗ này thì khó khăn vô cùng cái gốc của xung đột là chỗ nào ở trong gia đình gia đình là vợ chồng xung đột cha con xung đột anh em xung đột các bạn có nghĩ đến cái vấn đề này hay chưa sau đó tôi lại nói với họ đây vẫn là không phải cái gốc thật sự cái gốc chân thật ở chỗ nào? Cái gốc chân thật là ở bản thân mình. Tự lợi cùng với lợi tha không phải là xung đột rồi sao? Khởi tâm động niệm là lợi ích của mình. Không nghĩ đến lợi ích của người khác. Cho nên xung đột thật sự. Người phương Đông của chúng ta nói bản tánh xung đột với tập khí. Đây mới chính là cái gốc Người nào mà không có xung đột Phật không có xung đột Bồ Tát mới không có xung đột Xin nói lại với các vị Thanh văn duyên giác không có xung đột Nói lại cho dễ hiểu một chút Trong Kinh Kim Cang Chúng tôi có xem được Tu Đà Hoàng không có xung đột Vì sao vậy? Vô ngã tướng Chỉ cần có ngã Ta và người sẽ đối lập Đối lập là xung đột rồi xung đột là phạm phu, không có xung đột là thánh nhân. cho nên chúng ta tu hành là tu ở chỗ nào? nên đem nội tâm xung đột ở bên trong, đem tiêu trừ. bồ đề đạo là nên đi. bên trong xung đột chính là phiền não tập khí, cùng với tánh đức tự tánh của bạn sẽ sinh ra xung đột. điều mà bồ tát tu hành là sáu cương lĩnh các bạn hãy nghĩ xem sáu cương lĩnh này của bồ tát chính là sáu ba la mật bố thí bố thí độ tham lam bố thí và tham lam xung đột với nhau trì giới và tạo nghiệp ác là xung đột với nhau nhẫn nhục cùng với sân thận là xung đột với nhau tinh tấn cùng với giải đãi là xung đột với nhau thiền định cùng với tán loạn là xung đột với nhau bát nhã cùng với ngu si là xung đột với nhau sự xung đột này hóa giải xong rồi chính là sáu ba la mật xung đột hóa giải không xong đó là sáu điều phiền não lớn Chúng ta có hiểu được đạo lý này hay không? Bạn thật sự hiểu được cái đạo lý này Vì bạn tu ở đâu? Từ trong nội tâm đem những xung đột này hóa giải cho sạch Sau đó mới có năng lực để giúp đỡ cái thế gian này Hóa giải vấn đề xung đột Cho nên sau khi tôi nói chuyện với các vị giáo sư này Tôi có kiến nghị với họ tôi nói cái chương trình này nghiên cứu trong giảng đường đại học không có tác dụng không thể giúp đỡ được xã hội này không thể nào hóa giải tai nạn họ hỏi gì phải làm cách nào tôi nói chương trình này chúng ta phải dùng chương trình giáo học tầm xa chương trình giáo học tầm xa của úc rất là nổi tiếng dùng mạng lưới internet để dạy học cho mọi người trên toàn thế giới chúng ta dùng truyền hình vệ tinh để giảng dạy cho toàn thế giới tiêu đề trung tâm của chúng ta là tám chữ tám chữ gì vậy các hung họa phước lợi hại được mất chúng ta chỉ nói trong tám chữ này nói với toàn thế giới tám chữ này kiết hung họa phước của xã hội lợi hại được mất của mỗi người Nói rõ ràng, nói minh bạch rồi. Chẳng có người nào mà không muốn tránh quả cầu may. Nhất định cần người giác ngộ. Không giác ngộ không được. Chỉ có số ít người giác ngộ, thì việc hóa giải xung đột của thế giới này không có dễ rồi. Cần phải nhiều người giác ngộ. Cho nên ngày hôm đó, tôi nói với các vị giáo sư, tôi nói bản thân chúng ta cũng có xung đột thế là họ liền nhíu mày nhưng suy nghĩ không ra tôi nói giáo sư đều là rất thanh cao cuộc sống đều không có giàu sang nhưng các vị có tác quyền các vị giáo sư đều gật đầu mỗi vị giáo sư đều có tác quyền tôi nói đằng sau tác quyền của bạn có sở hữu bản quyền đem in sẽ bị tri cứu đúng vậy đó chính là xung đột có xung đột rồi Vậy thì đúng rồi Tự lợi của ta Cùng với lợi tha là xung đột rồi Chúng ta hôm nay muốn làm công việc hòa bình Trước tiên là phải quá giải xung đột của bản thân Sau này ở trên sách của bạn Đừng có in những chữ đó nữa Nên in là qua nghênh ấn tống công đức vô lượng Chúng ta nên làm tấm gương cho mọi người xem Các vị giáo sư này rất thông minh Tôi vô cùng kính phục Họ nghe lời của tôi nói đều đáp ứng Bỏ luôn bản quyền Điều này không dễ dàng Đầu vật tốt Nên cùng với tất cả chúng sanh hưởng chung Làm sao mà có thể giữ riêng chứ Không thể có cái ý niệm này Cái ý niệm này là sai lầm rồi Cái ý niệm này nó lời chân thật Đời đời kiếp kiếp chỉ làm giáo sư nghèo mà thôi không phát tài nổi Bố thí tài thì được giàu có Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ Bố thí vô quý thì được khỏe mạnh sống lâu Tôi nói chuyện với họ khoảng 50 phút Trường đại học liền quyết định mời tôi tham gia vào Công tác nghiên cứu đề tài này của họ Mời tôi làm giáo sư Được hiệu trưởng nói với tôi rất nhiều điều hay cho nên cổ đức trung quốc nói rất là hay những lời nói này là ở trong lữ thị xuân thu có mấy câu nói phàm sự chi bổn tất tiên trị thân chúng ta học phật đây là đại sự căn bản là ở chỗ nào ở chỗ đối trị bản thân đây là tổng cương lĩnh trị kỳ thân Trị thân chính là giới luật Trong Phật Pháp nói chính là giới luật Trong nhà nho nói chính là lễ Nhà nho là lấy lễ trị thân Lễ là cái tiêu chuẩn Việc làm lời nói Thân của chúng ta phải hợp với lễ Nhà Phật gọi là giới luật Phải phù hợp giới luật Đây là tiêu chuẩn Tiêu chuẩn để trị thân họ nói trị kỳ thân tắc thiên hạ trị bạn xem đây là hiệu quả nói đến chỗ này trì giới là vô cùng quan trọng thành kỳ thân tắc thiên hạ thành thành là cái gì thành tựu đức hạnh của bản thân sự thành tựu này Phật Pháp chúng ta nói là Chuyển phạm thành thánh Tu hành chứng quả Bản thân bạn thành tựu rồi Người trong thiên hạ đều thành tựu Cái ý nghĩa này rất sâu Nói đơn giản một chút Bạn đã làm một tấm gương cho xã hội đại chúng Đã làm một tấm gương tốt Người thông minh Họ sẽ học theo bạn Bạn là tấm gương của họ Họ sẽ học theo bạn Trong Phật Pháp nói là Người có duyên Phật không độ người không có duyên Người có duyên thì họ nhìn ra được Họ sẽ học theo bạn Cái người này là Đáng được độ Cho nên cuối cùng Ngài nói là Vi thiên hạ giả Chúng phải nhỉ cho tất cả chúng sanh chúng ta bắt đầu làm từ đâu không phải ở chúng sanh ở bản thân mình những lời nói này cùng với lời của phật không khác nhau lữ thủy xuân thu quyển sách này thành tựu vào những năm đầu của triều hán lúc đó phật pháp vẫn chưa truyền đến trung quốc ở trong cái xã hội này của trung quốc không phải là không có thánh hiền cùng với phật pháp chẳng có khác nhau cho nên phàm sự chi bổn chính xác là ở tại bản thân mình bản thân mình không thành tựu lại muốn thành tựu người khác ở trong kinh phật thường nói vô hữu thị xứ cho nên quan niệm về luân lý nhất định phải thiết lập nhất định phải tuân thủ có thể tuân thủ quan niệm luân lý bạn chính là Phật Bồ Tát ở thế gian này, đang biểu diễn giai chánh diện. Hiện nay mọi người đều dứt bỏ đi, đều không hiểu được làm sao có thể khôi phục lại sự dạy bảo của thánh hiền? Phải tự bản thân mình làm. Nói thì không có tác dụng. Nói xong mà bản thân làm không được, người ở bên cạnh bạn cười mà nói: Bạn nói được mà làm không được, người ta sẽ không học theo bạn. Người ta sẽ phập phòng lo sợ bị mắc bẫy Bạn đang gạt tôi Nếu thật sự đó là việc tốt Thì bạn nhất định phải làm được Nếu như tỉ mỉ mà quan sát lại Điều bạn đã làm Cùng với điều bạn đã nói hoàn toàn trái ngược nhau Vậy thì tính tâm của họ hoàn toàn tan biến mất Ngoài mặt đối với bạn lễ độ Sau lưng thì phê bình bạn Chẳng có chút giá trị gì bạn đang lừa dối tất cả chúng sanh cái tội này vẫn còn nhỏ lừa dối chư phật bồ tát cái tội này rất nặng chư phật bồ tát không có ở trước mặt chúng ta xem như phật bồ tát quá nghi ngô đối với bồ tát bằng từng bằng đất này bạn có ý đồ lừa dối ngài bạn hãy nghĩ xem tâm của bạn thật đáng sợ dường nào cho nên luân lý nhất định phải tuân thủ. Đây là ở trong Phật pháp Đại thừa của Trung Quốc học tập Phật pháp nhất định là trước tiên học Tiểu thừa sau đó học Đại thừa. Trong giới kinh nói rất là hay không học Tiểu thừa trước khi học Đại thừa thì không phải để tự Phật đây là lời của thế tôn nói ở trung quốc có thể nói từ khoảng giữa đời đường thì không có người học tiểu thừa nữa nguyên nhân là gì vậy nho và đạo thay thế rồi các đồng tu học phật bất luận là tại gia hay xuất gia đều có căn bản của nho học có căn bản của đạo học nho và đạo đủ để thay thế tiểu thừa điều này có thể cho nên đại thừa trung quốc rất phát triển tu học đại thừa sự thành tựu vô cùng rực rỡ trong lịch sử của thế giới đều tìm không ra sự thành tựu thù thắng như vậy là có nguyên nhân ngày nay chúng ta đã mất nho gia rồi đạo thì cũng mất luôn tiểu thừa cũng không học nữa pháp đại thừa không có nền tảng cho nên bạn không thể thành tựu nguyên nhân là tại chỗ này điều này chúng ta nhất định phải hiểu tu học tiểu thừa chúng ta y theo lời của ấn quan đại sư vậy bảo như vậy là đủ rồi từ trong liễu phàm tướng huấn thật sự biết được nhân quả báo ứng đó là giáo dục nhân quả từ trong thái thượng cảm ứng thiên chúng ta học được tiêu chuẩn thiện ác cái gì là thiện cái gì là ác Tiêu chuẩn tìm được rồi Tìm được tiêu chuẩn Mỗi ngày Kiểm điểm phản tỉnh Chuyển ác thành thiện Dùng cái tiêu chuẩn này Ở trong An Sĩ Toàn Thư Ngoài việc tỉ mỉ tăng cường Nhận thức cái tiêu chuẩn này ra Cuối cùng là Khuyên chúng ta niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Cuối cùng Vẫn là trở về với tình tông Bác Đức Hiếu đệ trung tính Lễ nghĩa liêm sĩ Tám cái chữ này Luôn luôn để ở trong tâm Chúng tôi gần đây Đã in một bộ sách là Sách xưa in lại Bác Đức tu tri tiết yếu Hiện giờ ở Úc Châu chúng tôi mời lão sư ở bên đó giảng giải mỗi ngày đều giảng nội dung đều là những câu chuyện trong lịch sử là nhân vật nào họ làm sao mà tận đạo hiếu huynh đệ họ làm sao mà yêu thương nhau họ làm sao mà vì xã hội vì đất nước mà tận trung đối với bạn bè với mọi người nói điều nghĩa lấy những điều này làm tấm gương chúng ta phải học tập theo họ quyển sách này số lượng in ra cũng không ít từ chỗ này có thể lưu thông cái tiêu chuẩn tu học của phật pháp chúng ta không thể rắc rối rắc rối thực sự thì không thiết thực tế học không được cho nên chúng tôi chỉ lấy tam phước lục hòa tam học lục độ thập đại nguyện dương năm khoa mục này năm khoa mục này nhớ kỹ năm cái khoa mục này chúng tôi đều đã giảng giải tường tận qua rồi điều quan trọng là nếu chúng ta chăm chỉ nỗ lực để học tập đây là đại ý trong đề mục Bồ Đề Đạo Tràng Bây giờ chúng ta xem Kinh văn, Xem Kinh văn sẽ dễ hiểu Hữu kỳ đạo tràng Hữu bồ đề thọ Cao tứ bách dạng lý Kỳ bổn chu vi Ngũ thiên do tuần Chi diệp tứ bố Nhị thập vạn lý Đây là một đoạn Nói về lượng của cây bồ đề cái cây này to bao nhiêu cao bao nhiêu lớn bao nhiêu ở trong đây lời của đại đức xưa đã nói đã giải thích cư sĩ hoàng niệm tổ ở trong chú giải ông đều có trích dẫn các vị có thể xem thử đối với lời của phật đã nói ở trên kinh điều sợ nhất là người không biết học người mà không biết thì vọng tưởng phân biệt chấp trước vô cùng nghiêm trọng Họ nếu tưởng tượng cái cây này cao 400 dạng dặm Trên quả địa cầu này đương nhiên là không thể nào Đại khái từ quả địa cầu đến mặt trăng Vẫn chưa đến 400 dạng dặm Cái cây đó có thể gác là một cây cầu Làm sao bà có các cây cao như vậy? Nếu như xem ở trong những kinh khác Như là trong quán kinh đã nói trong quán kinh nói A-di-đà-phật Ở thế giới Tây Phương Tướng thị hiện cao bao nhiêu? Là 60 dạng ức Na do tha hằng hà Sa số do tuần như là tướng của Phật quá lớn rồi Đến cái thế giới này của chúng ta E rằng Phật đứng ở chỗ này Trên đỉnh đầu đã đụng hệ ngân hà rồi Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Ở trong mấy câu cuối cùng này nói rất hay Ông nói Có chỗ cao thấp Cùng với tất cả các kinh nói Đều là không như nhau Bạn nên biết được Trong Kinh Hoa Nghiêm Huyền Môn Nếu như bạn mà hiểu được Huyền Môn trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói Rộng hẹp tự tại Bạn liền nhập vào cảnh giới không chướng ngại cho nên ở trong đó nói cao thấp nói xa gần đều có nghĩa thú biểu pháp của nó ở bên trong không thể cho là thật kinh phật thật khó hiểu thật sự là khó ở chỗ này trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất là thấu triệt. Bồ Đề Thọ Chúng ta đem nói giải thích là xây dựng cao thọ, giáo dục, phá mê khai ngộ. Tứ Bách Vạn Lý Cùng với phía dưới Ngũ thiên do tuần 20 dạng lý Có thể xem như là Phạm vi Ảnh hưởng dạy học Của Ngài Chúng ta có cách nhìn như vậy Thì cái vấn đề này Liền sẽ được giải quyết Nếu bạn nói tứ bách dạng lý Có thể giảng thông suốt Để truyền hình vô tuyến của chúng ta Ngày nay Tháp phát sóng tuy không cao Nhưng mà sóng phát ra rất là cao Tứ bách dạng lý vẫn chưa dừng lại Xác thực là sóng vô tuyến điện của chúng ta ngày nay Có thể thăm dò đến những hành tinh Ở trên Thái Dương Hệ Kính diễn vọng vô tuyến điện Có thể nhìn đến sao hỏa có thể nhìn đến sao kim Đài phát sóng của chúng ta không có cao đến như vậy Chỗ mà sóng điện đi đến Đó chính là độ cao Phạm vi của sóng điện là khoảng rộng của nó Đó chính là chu vi của nó Giống như chi diệp tứ bố nhị thập vạn lý Cho nên chi vị từ chỗ này mà thể hội Bạn phải thật sự được thọ dụng Bạn phải thật sự thoát khỏi vọng tưởng Phân biệt chấp trước Vọng tưởng phân biệt chấp trước là chướng ngại Chướng ngại trí huệ của bạn Chúng ta hiểu được cái đạo lý này Bây giờ là Thế kỷ 21 Điều này tôi đã nói rất nhiều Đạo tràng của thế kỷ 21 tuyệt đối không phải là tự diện miếu đường không phải nơi trốn như vậy là nơi trốn như thế nào chắc chắn là đài truyền hình vệ tinh chúng ta phải xây dựng đạo tràng như vậy trên quả địa cầu này xây một đạo tràng là đủ rồi người của cả thế giới đều được độ cách nhìn của tôi hiện nay, cách nghĩ của tôi. Khoảng 5 năm sau. Tiếp nhận cái màn bạc chiếu phim chính là chiếc tivi có thể giống như là một cái thẻ đặt ở trong lòng bàn tay của bạn, bất luận là khi ở chỗ nào. Tin tức phát thanh trên toàn thế giới bạn đều có thể nghe được hết. Điều này vô cùng khả thi. Hiện giờ dùng điện thoại trực tiếp thì đã có rồi. Màn ảnh nhỏ của điện thoại di động có thể trực tiếp. Trong lúc gọi điện thoại cùng với bạn bè ở nước ngoài nói chuyện, hình của người ở bên đó có thể nhìn thấy. Cho nên tôi dự đoán 5 năm sau, thiết bị thu nhận truyền hình kích thước nhỏ như thế này nhất định là ở trong lòng bàn tay của bạn. Muốn nghe kinh không cần phải đến chỗ này nữa Ở chỗ nào cũng đều nghe được Ở chỗ nào có cảnh đẹp núi sông đẹp Du sơn hoàng thủy Một mặt thì nghe giảng kinh Một mặt thì ở đó tụng kinh niệm Phật Muốn đọc kinh gì Nếu như đài truyền hình này giảng rất là đầy đủ Tam tạng 12 bộ hết thảy đều là dùng tần số Phát sóng đi bạn muốn tụng kinh Trong lòng bàn tay của bạn có thể nhìn thấy bộ kinh đó Bạn tụng theo Bạn muốn nghe giảng Nhờ lúc đó có Pháp Sư Đại Đức giảng kinh Cái thế giới này của chúng ta Cùng với thế giới cực lạc cũng chẳng có khác nhau nhiều Cho nên dùng không tốn oan uổng nhiều tiền như vậy để xây đạo tràng, đem tiền chôn xuống dưới đất. Chôn xuống dưới đất rồi, rất đáng tiếc việc này không có đáng nhưng mà không có khoa học kỹ thuật cao điều này là cần thiết sau khi khoa học kỹ thuật cao phát triển đây là một thời đại có tính cách mạng chúng ta nhất định phải biết được nhất định phải hiểu được phải phối hợp được ý nghĩa ở dưới đây đặc biệt nổi bật hơn nhất thiết chúng bảo tự nhiên hợp thành hoa quả phu dinh quan huy biến chiếu phía dưới đây là sự trang nghiêm hiện ra ở trên cây phục hữu hồng lục thanh bạch chư ani bảo chúng bảo chi vương dĩ vi anh lạc vân tù bảo tỏa sức chư bảo trụ kim châu linh đạt châu táp điều giang trân diệu bảo võng la phú kỳ thượng bảo võng ở đây thì giống như hiện tại chúng ta nói thiên tuyến nó là hữu hình vô hình chính là sóng điện thực tại bà nói hiện giờ trên cái quả địa cầu này của chúng ta không nói sóng điện khác Hiện tại trên tay của mỗi người đều cầm điện thoại di động Sống điện này đang xuyên với nhau thành bảo võng Cho nên chư vị từ ở chỗ này tỉ mỉ mà thể hội Trong kinh văn này có dự nghĩa vô tận Bằng tỉ mỉ mà thể hội Thì bạn có thể nhận thức được Có thể thể hội được Sau đó biết được làm thế nào Để học tập bách thiên vạn sắc hổ tương ánh sức vô lượng quan viêm chiếu diệt vô cực nhất thiết trang nghiêm tùy ứng nhi hiện cho nên khoa học kỹ thuật phát triển đối với việc giảng giải phật pháp lĩnh hội tu hành thể hội đã giúp đỡ rất nhiều chúng ta phải quan nên việc phát triển của khoa học khoa học kỹ thuật càng phát triển kinh điển của chúng ta càng dễ dàng càng dễ dàng hiểu được dễ dàng thể hội ở nơi đây có thể học được rất là nhiều thứ thời gian đã hết rồi cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tính niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật